Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emelina Beauty Official. Kỳ này thì Emily và mẹ đi một chuyến du lịch Trung Quốc mọi người. Và đương nhiên Emily không quên quay lại một chiếc vlog bé xinh cho mọi người theo dõi. Thì cái chuyến đi của mình là kéo dài 6 ngày 6 đêm ở các thành phố lớn như là Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích và Bắc Kinh. Toàn là những thành phố lớn của Trung Quốc thôi. Cùng theo chân Emily và mẹ nha. Ngày đầu tiên thì Emily và mẹ đáp sân bay Shenzhen là Thẩm Quyến. Ở Trung Quốc mình làm thủ tục nhập cảnh trước, sau đó mình mới di chuyển qua thành phố Thượng Hải. Đây là mẹ của Emily nè mọi người. Thì kỳ này là Emily với mẹ đi theo tour, đi theo đoàn. Còn đây là Emily nè. Thì lúc này là Emily kiểu giống như là mới vừa say xe xong nên mặt nó hơi bị không được tươi lắm á mọi người. Thì lúc mà lên máy bay đi từ Thẩm Quyến đi Thượng Hải thì mình có một cái bữa ăn nhẹ. Thì bữa ăn nhẹ của mình là mỗi người được một cái hộp như thế này nè mọi người. That's thì có phục awesome. Vụ nước uống luôn. Trong cái hộp này thì mình có chuối, có bánh bông lan, có đậu phộng và khăn lạnh nha mọi người. Cũng rất là ok. Sau khi mà đáp máy bay xuống thành phố Thượng Hải thì đây là thành phố Thượng Hải và cái thành phố đầu tiên, cũng là thành phố đầu tiên mà mình đi tham quan. Thì trên chuyến đi sẽ có hướng dẫn viên địa phương ha. Cái kinh hoàng đại giật hà. Mình đi đâu mình thấy nhìn thấy cái đường thủy á, nhất là phong phú. Thì là từ Bắc Kinh đến Hàng Châu ấy, kinh hoàng mà, Bắc Kinh với Hàng Châu, cái đại giật hà là rất là nổi tiếng. Đây là hướng dẫn viên địa phương của mình và chị tên là Tiểu Vân Xèo Yến. Thì chị là người Quảng Châu á mọi người, nhưng mà chị biết tiếng Việt và chị thuyết minh cho đoàn của mình bằng tiếng Việt luôn. Thì rất là may mắn, cũng giống như là rất là có duyên với chị. Sau khi mà đến Thượng Hải thì đến giờ ăn trưa thì đoàn mình đi đến ăn ở cái nhà hàng này tên là Xin Sang San, là Tân Tượng Sơn mọi người. Thì đây cũng là bữa ăn trưa đầu tiên của cả đoàn mình tại nhà hàng Thượng Hải luôn. Thì Emily quay cái bữa trưa đầu tiên cho mọi người xem, có món canh bắp nấu với sườn, cá hấp theo kiểu Hồng Kông mọi người, có món kho, trứng chiên, rau luộc. Ở đây là Emily thấy là có rau luộc dễ ăn mọi người. Ăn được này chứ. Ngon mà. A few moments later. Sau đó thì đoàn mình đi tham quan đài truyền hình Minh Châu Phương Đông. Mà lúc này là thời tiết nó mưa mọi người. Mưa mà còn có sương mù nữa. Đây là cũng là cái khu vực mình gọi là bến Thượng Hải mọi người. Thì từ cái chỗ mà xe thả đoàn khách xuống á, mình phải đi bộ một khoảng thì mình mới qua được cái bến Thượng Hải. Và ở đây mình sẽ tham quan các tòa nhà cao tầng ở đây. Thì có cái tòa nhà phía bên này á, thấy số 16 thì chị hướng dẫn viên nói là đại diện tượng trưng cho 16 cửa hàng. Còn cái chỗ mà mẹ Emily đang đứng và Emily đang đứng đây thì gọi là bến Thượng Hải nha mọi người. Đó giống như cái chỗ mà trong phim mà mọi người hay coi á. Còn cái tòa nhà mẹ Emily đang zoom đây là cái tòa nhà mà hình giống như là hình đồ khui bia vậy đó. Đó là theo chị hướng dẫn viên nói. Còn cái tòa mà có hình tròn tròn bên kia là tháp truyền hình cao nhất. Thì cái chỗ này á, lúc này nó đang mưa mọi người. Mọi người sẽ được tự do chụp hình khoảng tầm 20 phút. Sau đó là mọi người sẽ tập trung về đây và mình sẽ đi tham quan điểm tiếp theo là phố đi bộ Nam Kinh. Sau một hồi đi xe thì mình cũng đã tới được phố đi bộ Nam Kinh. Ở chỗ này là miếu Thành Hoàng mọi người. Thì cái đặc biệt ở đây chị hướng dẫn viên nói là miếu Thành Hoàng không phải là một cái miếu, nó là một cái phố đi bộ và trong đây có rất là nhiều gian hàng quán bán rất là nhiều đồ ăn, thức uống, quà lưu niệm, tất tần tật mọi thứ. Thì theo mình thấy thì có những cái món như là tiểu long bao, bánh bao áp chảo, rồi bánh bao súp cua, rồi nói chung là nhiều cái nó cũng lạ đó. Và các bạn mà có thấy cái gì nó hay ho, muốn thử thì cũng được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của bản thân mình đã đi rồi và mình thấy thì giá khá là cao nha mọi người. Cho nên là mình hãy để dành, vì mình biết chắc là sẽ có những cái địa điểm nó hấp dẫn hơn. Cũng giống như là cũng là những cái món này luôn mà ở những chỗ khác nó sẽ bán giá thành nó hợp lý hơn và mọi người sẽ có được cái giá tốt. Thì Emily và mẹ được tự do tham quan trong đây tầm khoảng là 1-2 tiếng gì đó. Nói chung là đại khá là thời gian cũng dư dả cho mọi người mua sắm, ăn uống. Đó, thì nói chung là cũng rất là nhiều món. Nhưng mà tại vì mình đi ít người là mình chỉ hai mẹ con mình thôi, mà một lần mình mua thì thấy
ăn không có hết. Với vậy cũng để bụng để lát nữa mình đi ăn tối, cho nên là Emily với mẹ đi dạo dạo dọc dọc xương xương. Thì cũng khá là bán khá là nhiều đồ ăn, cũng có những cái bánh mà ở bên Việt Nam cũng có. Các bạn tham quan với Emily và mẹ một vòng ha. Thì ở đây là có cái bánh này nè mọi người. Emily nhìn thấy giống như bánh ít bánh nếp của mình. Thì mẹ Emily nói giống bánh su xê đó, không biết mọi người có biết không. Đó, rồi còn phía bên này là có rất là nhiều loại bánh ở bên Trung Quốc. Thì theo như anh hướng dẫn viên của mình nói á, là ở bên này á, cái đồ ngọt của bên Trung Quốc làm rất là ngon. Ở chỗ này các bạn thấy quen quen không, giống như bánh đồng tiền á mọi người ha. Đó, thì đồ ngọt của bên Trung Quốc khá là ngon, nó không có quá là ngọt mọi người, ăn rất là cuốn luôn. Đó, thì mọi người có thể tham khảo bánh nội địa Trung nha. Bên này mọi người sẽ thấy là bán rất là nhiều cái loại trâm cài đầu á mọi người, rất là nhiều hình dạng luôn, rất là đẹp. Và cũng giống như là những cái quạt nữa, mà cái giá của mình hơi là cao, 59 đồng cho một cái quạt, đó là khoảng gần bằng hơn 200.000 cho một cái quạt nha mọi người. Mình đi qua cái quán này á khá là đặc biệt mọi người, tại vì order với lại lấy nước là robot làm mọi người. Đó, mọi người thấy lạ chưa? Việt Nam mình chưa có cái này ha. Miếu Thanh Hoàng là một cái nơi mà các bạn có thể thấy cái phong cách cổ kính của nó. Bạn nào mà thuê đồ á, hoặc là đem theo đồ mà thuê theo hướng là cổ trang mọi người, đứng ở đây chụp ảnh mà kiểu như là hơi sống ảo cũng rất là vô luôn á. Mấy cái kem phía bên này cũng rất là lạ nữa mọi người. Các bạn để ý thấy mấy cái kem á là nó làm cái hình dạng của những cái di tích ở đây. Đó, những cái gì mà đặc biệt, những cái tòa nhà của Thượng Hải. SH là viết tắt của chữ Shanghai là Thượng Hải mọi người. Thiên đường đồ ăn xiên, đồ nướng, bánh bao, há cảo, sủi cảo hấp, tiểu long bao là ở trong này. Cái khu vực này giống như là fit food court đó mọi người, là có bàn ghế cho mọi người ăn luôn, giống như cái nhà hàng á. Các bạn cứ đi chọn rồi các bạn trả tiền rồi các bạn lấy. Đó, theo phong cách tự phục vụ thôi, mình thấy có rất là nhiều quán luôn. Rồi sau một hồi đi dạo thì mẹ mình với mình quyết định tấp vô cái quán kem Binh Chỉ Lĩnh này mọi người. Vừa bán nước, vừa bán kem, mà cái kem dạng giống như là kem Ý. Đó, thấy trưng bày rất là đẹp. Mà các bạn thấy để ý không? Chữ tiếng Hoa không luôn mọi người. Nó không thèm ghi chữ tiếng Anh, nó dứa cho mình đọc à. Cái này là vị gì vị gì? Là các bạn phải biết tiếng Hoa nha. Con ăn gì? Chocolate mi dâu. Là 35. Dâu không ạ? Vậy dâu nữa hả? Dâu em. Một cái thôi. Dâu em mà quỳ là. Cái này dâu không? 30 đồng cho cái viên kem và 5 đồng cho cái bánh nè mọi người. Hơn ạ. Thôi. Cũng được ha. Ừ. Thôi, ăn ăn. 2 hours later. Mẹ mình đòi sô cô la, cuối cùng là mình ăn cái cay đó mọi người. Và cuối cùng là bây giờ mình đã di chuyển đến nhà hàng tiếp theo, và đây là buổi tối đầu tiên ở Thượng Hải mọi người. Và các bạn có nhìn thấy gì không? Đó là những món cũng giống như hồi nãy, có nghĩa là hồi trưa mình ăn sao thì bây giờ cũng giống giống vậy, chỉ thay đổi một vài món. Ví dụ như có gà luộc, có thêm mì xào. Đó, thì súp, à, thay vì canh thì là súp, hơi sệt sệt. Nói chung là ăn ổn. Phải không ạ? À? Là ngày xưa cái di tích nhiều người, nhiều loại bị phá đi rồi. Đây là trên cung đường buổi tối mà mình đi về khách sạn, là hết một ngày đầu tiên ở thành phố Thượng Hải mọi người. Ngày hôm sau thì đoàn mình sẽ di chuyển qua thành phố Ô Trấn và đi Hàng Châu. Thì các bạn có thể nhìn thấy Emily quay khung cảnh buổi tối ở thành phố Thượng Hải mọi người. Thì những cái tòa nhà building, nhiều khách sạn, có chỗ thì sẽ có để tiếng Anh cho mọi người nha, có chỗ thì không.
Cuối cùng thì mình cũng đã check-in ở khách sạn, và khách sạn Holiday Inn Express Hotel. Đây là khách sạn 4 sao ở thành phố Thượng Hải. Hello mọi người, đây là Emily. Và không quên quay cho mọi người cái phòng của mình. Thì ở bên Trung Quốc người ta không có dùng cái vòi xịt nha mọi người. Đây cũng là một cái điểm mà Emily thấy là Việt Nam mình hơn hẳn, là đi toilet có vòi xịt. Ở bên Trung Quốc thì người ta thích ngồi xổm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn đi toilet công cộng thì các bạn sẽ thấy là không có cái toilet nào có cái vòi xịt nước cho các bạn đâu, mà các bạn phải chuẩn bị giấy. Theo kinh nghiệm của Emily là các bạn nên chuẩn bị giấy, tại vì cũng không phải là chỗ nào cũng sẽ có giấy. Thứ nhất, cái thứ hai là cái chỗ nào mà các bạn có hộp giấy thì nó cũng sẽ hạn chế người sử dụng để nó tiết kiệm giấy á mọi người. Cho nên là các bạn nên chuẩn bị giấy nha. Được một cái thì khách sạn này là 4 sao, mọi thứ khá là chuẩn chỉnh, khá là đầy đủ. Ở đây thì mình có rất là nhiều gương, khá là nhiều. Mở cửa ra thì mình sẽ có két sắt, có bao đựng đồ dơ để giặt ủi, có cái bàn ủi. Và đây là cũng là cái khách sạn duy nhất mình ở có cái bàn ủi luôn nha mọi người. Đó, có móc, có cái bàn để ủi luôn. Đó, thì ra cái phòng của mình á, thì mẹ mình với mình ở phòng giường đôi, một giường đôi dành cho hai người. Đó, mọi người thấy không? Khá là đầy đủ, có khăn giấy nè. Rồi giường của mình á, là đa số khách sạn thì sẽ là giường trắng, cũng sẽ có khách sạn có màu khác nữa. Thì mình sẽ có một cái bàn khá là lớn ở đây, thì mình sẽ có hai chai nước suối miễn phí trên bàn, trà và cà phê. Vì mình đi khách tour đoàn không có bất kỳ một đồ uống nào thêm trong tủ lạnh. Đó nha các bạn nha, là mình không có phải trả thêm bất kỳ một cái phí nào hết á, nó không có để cho mình luôn. Rồi ở đây thì mình có cái view, cái chỗ của mình khá là thoải mái. Nói chung là mọi thứ khá là thoải mái. Cái đó là cái đèn pin đó mọi người, cái đèn pin đó mà mình thấy là hầu như khách sạn nào cũng sẽ chuẩn bị cái đèn pin. Còn cái này là cái gì đó mọi người, là cái tinh dầu, là các bạn cắm vô thì nó sẽ xịt cái mùi thơm tinh dầu ra mọi người. Đó, nói chung là có nhiều cái lạ, nhưng mà mình nghĩ chắc là tùy khách sạn á. Tại vì khách sạn mình ở 4-5 sao thì nó sẽ có trang bị những cái thiết bị này. Còn những khách sạn mà 2-3 sao hoặc là khách sạn bình dân hơn thì chắc sẽ không có. Rồi mọi thứ khá là đầy đủ mọi người, nói chung là cũng không có thiếu gì hết mọi người. Thì mình ra cái cửa sổ để mình cho mọi người xem cái view một chút xíu nha. Thì cái view, cái khách, cái phòng của mình thì nhìn xuống là sẽ thấy cái trung tâm thương mại đối diện phía bên kia, kế bên khách sạn đó mọi người. Ban đêm thì mở đèn rất là đẹp. Mình thấy là ban đêm ở thành phố Thượng Hải rất là đẹp. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào ngày hôm sau nha. Tiếp tục theo dõi vlog tiếp theo. Bye.